Xin chào cả nhà. Thì cả nhà đầu video á, cả nhà cho Săn Bắt Vĩnh Long á, gửi đến cô dì chú bác, anh chị và các bạn gần xa một ngày á, được nhiều sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những cái tổ ong gừng nữa nha cả nhà. Đó. Thì hôm nay á, thì cũng đang đi trên đường kiếm á, cả nhà. Thì cô Sáu cũng có điện qua mà để bắt tổ ong của cô Sáu cả nhà. Thì cái tổ ong nó đóng ở trên cái u cả nhà ơi. Cái ổ ong thì nó đầu ngay nó cũng gôi gôi vừa thôi chứ không có bự. Lại là đóng cái u nữa nha cả nhà. Cho cả nhà xem cô Sáu này là chú vừa đang nhổ cỏ đó cả nhà. Vườn xài nha. Đó. chào giùm con cái ơi. Chào. rồi cảm ơn. Đây cả nhà. Bây giờ đi lại cho cả nhà xem cái tổ ong nha. Đóng cái trên cái u mà cái u thấp té cả nhà. U nhỏ mà thấp. Dạ. Kìa cả nhà. Tổ ong kìa. Cái u thì khá là nhỏ nha. Đó nha. Đang thui lụi cho nó cả nhà thấy không? Dạ. Ôi trời, chút nó sụp té à. Đó nha. Đó. Đó. Rồi để quay trở lại cái đồ nghề rồi bắt đầu trang bị đồ nghề lên cả nhà. Đó, cho nó lấy mật cho có mật đi nó mua cho. Dạ. Cũng bắt cái tổ này cũng cho cô Sáu nha cả nhà. Đó. Rồi để trang bị đồ nghề rồi sẽ lên bắt cả nhà ơi. Để đi qua lên bắt cả nhà ơi. Thôi có mặt miết gì không đây nha. Dạ khỏi. Vùng luôn đấy. U nè. Trên cái u. Đó, để nó cuối nha nha. Rồi, lên nha. Ông mình thấy nó cũng no nè. Nó có con bên phì ở trên đó cả nhà, đầu trên đó. Đó, hay. Rồi, để bây giờ bắt đây có gì không nha. Có mặt mít gì không? Nói chung cũng hên xui cả nhà ơi. Có bữa thì cục mặt nó được bự có nhớ. Có bữa thì cục mặt nó
nó nhỏ nha cả nhà, chứ không có ngày nào mà cũng như là được cục mặt bự cả nhà ơi. Đó. Bây giờ bắt ong bây giờ cục mặt này nha. Đó. Mini 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 nha cả nhà, nó vô cũng khá đầy à. Bên đây nha cả nhà, mặt nó ao luôn nha cả nhà. Ổ cũng già lắm, ổ này có tháng ngoài vậy cả nhà, có tháng ăn lên nó nở hết lên, mới con rồi nó nở từ trên đây nè, nó nở dài xuống tới đây nè, bắt đầu nó nối dĩ nè cả nhà, làm dĩ thêm nữa nè. Đó. Chưa mặt mini cả nhà, kệ đi, có không chia sẻ cho cả nhà xem thư giãn. Đây mặt đỏ tươi luôn nha cả nhà, nè mặt đỏ tươi luôn cả nhà thấy không, mặt đỏ ác luôn, đỏ eo luôn á, đó dày là cũng được cả nhà ơi. Kệ đi, có hơn không đó. Rồi để bây giờ mình cắt cả nhà ơi, mình cắt đi đi. Ít quá thì mình cũng không có chia với cô Sáu nữa nha, cho cổ luôn, cổ đang hết mặt xài. À, mình cũng bắt máy ổ cho cổ rồi. Nửa xị vô nha. Để đi có hơn không. Rầm xuống nữa nha, sửa tàn rồi luôn, cắt mình sửa luôn. Không sửa tàn luôn. Nhưng mà không sửa hai ba lượt. Có mấy ổ nào khó á thì mình sửa hai ba lượt. Ổ này dễ, mình sửa cái một kèo đứng đó nha. Đang làm xuống nữa. Ổ này ta đặt sao cho có lý à. Dạ. Dạ được rồi. Đây nè cô Sáu ơi, ít quá cô Sáu ơi. Dạ ít quá rồi, con cho cô luôn khỏi dắt. Tại ổ này kèo nó cũng nhỏ, với hai nữa là cái tổ ong này là cái tổ ong nó tách đàn. Dạ nó tách đàn, tổ ong tách đàn. Dạ ổ này nó tại nó hơi nhỏ, tại cái nguồn mặt á. Sáu đem chai đồ ra này cả nhà, đem chai đồ ra dắt rồi chia ra đó. Mà nhưng cái mặt nó quá ít cả nhà ơi. Bây giờ mình cho cô Sáu để cổ xài, chị bao tử luôn nha cả nhà. Nè cả nhà, mặt nó vàng cái này cả nhà. Đó, thấy chưa? Đấy, cũng tuy nhỏ mà mặt nó quá đẹp nha cả nhà. Mặt nhỏ thiệt. Đó. Dạ ấy đi rồi con canh khoảng chừng 20 ngày con lên. Coi canh dễ dữ á. Dạ. 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 Như bây giờ thì cắt khoảng chừng 10 ngày đầu á, 5-10 ngày đầu tiên cô Sáu khỏi canh. Không có gì hết trơn á, khoảng chừng mười mấy ngày ăn lên ha. Mười mấy ngày ăn lên rồi cô Sáu giữ. Là lúc đó nó sẽ làm mặt lại nó vô á. 1 2 giờ đêm hôm qua nè, hôm kia gì nè. Nó chạy xe vô đậu đó. Dạ. Dạ. Nó qua đây nó hút rồi nữa đó. Dạ dạ dạ. Tôi bắt tôi điện mình lên coi còn không nữa. Dạ còn nguyên. Tôi không biết nữa. Dạ. Thấy mấy nhắc kia dạ. Đó mấy. Dạ.
cô Sáu nó cũng chia sẻ thật sự nha cả nhà. Tại cô Sáu thì mật ong, cái nguồn mật ong này thì nó đầu ngay nó cũng rất là đắt giá nha cả nhà, nó đắt giá dữ lắm. Mà nhưng cô Sáu để giữ cái tổ ong này á, để dành đặng lấy cái nguồn mật đặng xài á cả nhà. Dạ. Ở dưới cày có một cây nó cây bần cũng nhỏ nhỏ cái đó là của người ta mà vườn á. Dạ. Cô nó miễn hấu thì tôi điện cho con mà nó chưa hấu còn nhỏ. Dạ dạ. Cũng có ai coi rồi nó không có mệt. Dạ. Còn của cô thấy nó bự hơn cái cây ổ trống. Dạ, bự hơn cái bự hơn ổ cây mận nha. Ừ, bự hơn ổ cây mận đó. Dạ. Rồi có cô mới điện con lên nhanh đi để em thôi rồi người ta hóc lén ổ. Dạ dạ. Rồi, đây cái nhà thành quả thì cũng được cục chừng nửa xì mật nha cả nhà. Ừ, nhiều thì cũng có. Thì bây giờ thì cả nhà cũng cả nhà cũng thúc cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long xin kết thúc cái đoạn video này luôn nha. Nếu mà cả nhà có xem thì cả nhà nhớ chuông và like để nhận những cái video mới từ kênh Săn Bắt nha. Nè cô Sáu ơi, con cô lấy cô xài luôn đi, khỏi nha. Khỏi nha. Dạ, bị gì đợt này còn đợt sau nữa cô ơi. Đợt sau có nhiều thì chưa ra xài chứ cái này cô cũng uống hết. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi bye cả nhà. Bye, cảm ơn nhiều nha tổ. Ông với bà độ hộ cho nó ở giữ đường đây mà con. Cầu chúc mà củ đi hốt tụi nghiệp tăng hết nó chạy đây cho có mặt người kia ra xài chứ không có bán chết gì. Dạ dạ dạ. Hốt cho được hết ra hết bệnh ông công với bà giữ sai ngộ độ cho tụi con. Dạ. Rồi bye cả nhà thêm lần nữa nha. Bằng mạnh tay.